gần 2.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tại Afghanistan. Trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, trong khi số người bị thương tăng lên hơn 9.200 người. Ngày 8 tháng 10, một người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong các trận động đất trung chuyển miền Tây nước này ngày 7 tháng 10 đã tăng lên gần 2.000 người, trong khi số người bị thương tăng lên hơn 9.200 người. Đây là trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua. Trước đó, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC cho biết tỉnh Herat và các tỉnh khác ở miền Tây Afghanistan đã rung chuyển do hai trận động đất có độ lớn 6.2. Trận động đất xảy ra cách thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh Herat, khoảng 30 km về phía Tây Bắc, kéo theo 8 dư chấn mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hơn 600 ngôi nhà đã bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần do động đất tại ít nhất 12 ngôi làng thuộc tỉnh Herat, khiến hơn 4.200 người bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ ở Afghanistan đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát. Nhà chức trách địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân. Tại Afghanistan thường xuyên xảy ra động đất, đặc biệt là ở khu vực dãy núi Hindu Kush, nằm giữa nước này và Pakistan, vốn nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á Âu và Ấn Độ. Hồi tháng 6 năm ngoái, trận động đất có độ lớn 5.9 đã làm rung chuyển tỉnh Paktika, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa. Tháng 3 năm nay, 13 người tại Afghanistan và Pakistan cũng đã thiệt mạng sau trận động đất độ lớn 6.5 xảy ra gần khu vực Dum, đông bắc Afghanistan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.